Chào quý vị và các bạn nhé. Đây là đường Xuân La ở Tây Hồ, Hà Nội. Từ đây đi bộ lên Hồ Tây cũng mất một đoạn thôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi ghé thăm khu vườn này nhé. Địa chỉ của khu vườn là 101 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Rất nhiều những cây cảnh khủng đẹp được bày ở khu vực bên ngoài. Khu vườn này thì rất là rộng. Tôi cũng đã chia ra là một số video để quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng kỹ từng tác phẩm ở đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng tôi chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh tầm trung đẹp ở khu vườn này. Đây là một cái tác phẩm mà tùng cối. Một cái xanh có bệ rất là đẹp.
Đây là những vết cắt giật, thân và cành cũng rất là côn. Đây là chiều trái của nó nhưng nhìn cũng rất là đẹp. Tùng La Hán. Thế dáng cũng gần gũi với tự nhiên. Không uốn lượn nhiều. Nhìn tổng thể của cây tùng này cũng rất là đẹp. Một tác phẩm tùng cối. Cây xanh ghi đá. Đây là loại đá thấm thủy. Loại đá này thì có tác dụng giữ ẩm rất là tốt cho cây.
Một cây xanh có bệ rất là đẹp, bệ mọc gần như kín chậu luôn. Một cây xanh dáng trực có bệ cũng rất là đẹp. Những cái vết cắt bỏ những cái cành phụ để tạo lên những cái vết xù xì ở thân cây. Rất là đẹp.